ta như người say rượu, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy, nằm ngây ngã ba đường. Nhân gian từ vô thi, đời xanh tứ nói luôn. Một mái thất mỗi hẹn, ngầm dưng nỗi hùng buồn. Ôi có mấy lúc vui, sao đời sâu khó vui. Thương giang tràn xe cát, lầu vàng nước cuốn trôi. Ta xuân mãi tóc say, môi hồng đào úa nhanh. Vương cánh trần thăm đắm, trầm tàn khói cuốn quay. Nghe chuông chùa vang vọng, sầu tư chợt lắng trong. Lời kinh câu niệm Phật, làm thánh thán cõi con dâng lời tâm nguyện. Phật thương xót thế gian, từ bi xin cứu độ hồi hương kẻ hoang đàng. Ta như người say rượu, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy, nằm ngây ngã ba đường. Nhân gian từ vọng thì đời xanh tứ nói luôn. Một mai thân mỏng mệt, ngầm dưng nỗi u buồn. Ôi có mấy lúc vui, sao đời sâu khó nguôi. Thương giá tràng xe cát, đồng vàng nước cuốn trôi. Ta xót mãi tóc xanh, môi hồng đào úa nhanh. Vương cánh trần thăm đắm, trầm tàn khói cuốn quay. Nghe chuông chùa vang vọng, sầu tư trượt lắng trong. Lời kinh câu niệm Phật, làm thánh thán cõi lòng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian, từ bi xin cứu độ hồi hương kẻ hoang đàng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian, từ bi xin cứu độ hồi hương kẻ hoang đàng.
Kính thưa toàn thể chú nam nữ Phật tử, trong kinh Đức Phật nói rằng nhân thân nan đắc, Phật pháp nan tầm, có nghĩa thân người khó được mà Phật pháp khó gặp. Hôm nay quý vị đã được nhân duyên đầy đủ, đã sanh ra được là người đầy đủ đức duyên, tướng hảo văn minh, và gặp được Phật pháp, gặp được quý thầy, nhất là những vị giảng sư người đã am tường về kinh điển của Đức Phật, là người đứng trước gian là đại Phật Tuyên Dương. Để thế Đức Thế Tôn truyền trao những gì mà hằng bao năm Đức Phật đã 49 năm thuyết pháp, đã truyền đạt bài. Hôm nay các vị giảng sư đã về đây để nhằm mục đích triển khai và hướng dẫn các quý vị trên bước đường tu để tìm về con đường chân lý giác ngộ của mình. Thưa quý vị, đối với quý vị là đại đức Thích Quốc Tiến, ủy viên ban phòng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đáp lời mời của ban tổ chức, đại đức đã trở về sáng hôm nay theo sự thỉnh cầu của ban tổ chức, xin thì cho một tràng pháo tay. Thưa quý vị, đối với đại đức Thích Quốc Tiến là một người bạn tình huynh đệ với chúng tôi. Từ thời gian trước 13 năm về trước, chính tôi và đại đức cùng ngồi chung một phòng học viện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và học viện Đại Phật Lâm. Suốt thời gian vấn đề chúng tôi trong những năm tháng trao dồi kinh sử, sau đó mỗi người phải trở về theo lý tưởng của mình. Thầy Phước Tiến trở về Trung ương Giáo hội để lo việc hoàn pháp, chúng tôi trở về Bến Tre để cùng với ban trị sự lo Phật sự của tỉnh nhà. Hôm nay đây là một nhân duyên, chúng tôi những vấn đề chúng tôi xa nhau một thời gian rất lâu, nay gặp lại là thật là một vinh dự và một niềm rất là vinh hạnh cho chúng tôi trở về đây, nhất là sự quan hệ của đại đức về đây trước là để thăm lại tăng ni của tỉnh nhà, sau là có một thời tiếp bác. Giờ phút trang nghiêm này không gì hơn đối với tình huynh đệ chúng tôi được ngồi gần trong cái tình huynh đệ trong những năm tháng chúng tôi ngồi trong cái chiếc ghế nhà trường, hai huynh đệ chúng tôi cũng từng nhau ngồi như thế. Và chúng tôi cũng từng nhau đi giảng dạy ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên hôm nay nhân duyên hội ngộ và được sự thỉnh mời của đại đức Thích Trí Thọ, tức là ban hoàng pháp của tỉnh Bến Tre, hôm nay đại đức cũng trở về để tiếp đại đức giảng sư và đại đức Đức Đệ Thiện, chánh đại diện Phật giáo của Trường Sơn, cũng như chư tôn đức tăng ni các từ viện của tỉnh nhà đã về tham dự. Vì trong giờ phút trang trọng hôm nay, chúng tôi một lần nữa xin được nhiệt liệt cung tiếp và chào mừng đại đức giảng sư, một tình cảm thiêng liêng mà đại đức lần đầu tiên đã trở về quê hương Bến Tre. Chúng tôi xin vì cho một tràng pháo tay. Trong giờ phút trang nghiêm này, kính cung thỉnh đại đức và toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm hồng danh đức bổn sư cầu gia trì. Nam mô nhà ý, rồi chúng tôi trở về đây trong buổi nói chuyện hôm nay
Và lời đầu tiên gửi đến toàn thể quý Phật tử lời chào thân ái nhất. A Di Đà Phật. Hôm nay thật là một điều vinh hạnh lớn cho chúng tôi. Đầu tiên tôi chưa làm gì được cho các vị mà thầy Nhuận Bình đã bắt tôi thiếu nợ các vị mấy tràng pháo tay liên tục. Thành ra thật sự cũng là niềm vui mà cũng thấy là mình đã chưa làm gì được mà lại thiếu nợ sớm quá. Thật ra thầy Nhuận Bình, thầy Trí Thọ cùng với chúng tôi là những bạn đồng học trong những khoảng thời gian khác nhau, từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay chúng tôi được ban tổ chức để mời chúng tôi trở về đây để cùng chia sẻ với các vị trong cái khóa tu một ngày an lạc. Tôi nghe đến tỉnh Bến Tre mời, tôi mới nhớ đến là một cái câu hát gì đó rất là hay hay mà ca ngợi người phụ nữ Bến Tre là em xứ dừa đồng khởi Bến Tre. Bữa nay tôi về đến đây để tôi thăm toàn thể em xứ dừa. Và thật sự hôm nay dường như trong đạo tràng em xứ dừa tới 95% á. Chừng như mấy ông trốn đâu hết đâu biết. Xin thưa các vị, chúng tôi đến với các vị dường như đối với tỉnh Bến Tre đây là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội trở về. Thấy đạo tràng các vị tu học đông đủ trong một cái vùng như thế này là một cái điều vô cùng khích lệ cho chư tôn đức trong ban hoằng pháp nói chung và riêng với chúng tôi. Trong những pháp hội chúng tôi dừng chân, sự có mặt đông đủ của các vị, tôi cảm thấy rằng đó là cái sự khởi sắc cho sự phát triển của Phật giáo, là điều đáng mừng cho một nền đạo đức mà đạo đức theo Phật giáo được trang trải khắp muôn nơi, là niềm hạnh phúc an lành cho tất cả chúng ta, là niềm kỳ vọng của ba đời chư Phật nói chung và riêng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã từng nói rằng ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Và điều này chúng ta đã và đang thực hiện những kỳ vọng đó, và làm sao cho những tinh thần tập thể tu học phát triển như thế này ngày càng phát triển hơn nữa, là tinh thần tu học của các vị để đem chánh pháp vào đời, để giúp cho mọi người được an vui hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi đến với tất cả các vị với một bài giảng tựa đề đó là dòng nghiệp chướng. Nghe có lạ không? Xin thưa các vị, tôi nghĩ các thuật ngữ Phật giáo chúng ta có thể dùng với một dạng từ khác nhau, nhưng chung quy lại không ngoài những nền tảng giáo lý của Phật giáo, những gì các vị đã và đang học. Tôi nghĩ với thuật tử này, với một người Phật tử như thế này rất là quen thuộc, không có gì gọi là xa lạ. Nhất là trong ba từ này, nó có từ nghiệp thì đối với chúng ta không xa lạ. Nhưng hôm nay chúng tôi không mang cái nghĩa là dẫn giải và diễn lại cái chữ nghiệp mà tôi đã giảng trong nhiều bài giảng khác nhau rồi. Tôi chỉ muốn nói đến dòng nghiệp chướng ở đây để đúc kết lại cho quá trình của con người chúng ta từ quá khứ, hiện tại và tương lai, nó được nối kết bằng cái gì, sống và chết bằng cái gì, và chấp nhận cuộc đời chúng ta như thế nào, động cơ nào để đưa đến mỗi con người chúng ta có một cuộc sống, hoàn cảnh bản thân và tâm niệm khác nhau như thế này, và chúng ta sẽ làm gì trong những vấn đề đó. Ở đây tất cả chúng ta đều không muốn cả. Xin thưa các vị, theo quan niệm của đạo Phật, tất cả mọi con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do tác động của nghiệp, từ một nhân tố quá khứ thúc đẩy cho chúng ta đến một cuộc sống hiện tại này. Sự khác biệt này hoàn toàn là do tất cả các hành nghiệp khác biệt với tất cả chúng ta mà nó có sự khác biệt. Mặc dầu chúng ta sống trong một cộng đồng, là một cộng nghiệp trong một phạm vi nhỏ như là Bến Tre, một phạm vi lớn như quốc gia Việt Nam, phạm vi lớn hơn nữa là cộng nghiệp trong một thế giới của loài hữu tình như thế này, nhưng mà chúng ta có thừa nhận rằng tất cả những điều đó là do nghiệp hay không? Nếu chúng ta muốn được thừa nhận, chúng ta phải hiểu là cái gì.
Không ai có thể quyết định cho mình được cuộc sống cả, xin thưa các vị. Không ai có thể là khẳng định được rằng mình chọn cho mình một con đường để sinh ra, một lối để sinh ra, một hoàn cảnh để sinh ra cả. Chúng ta có thể thay đổi được khi chúng ta nhận thức được đạo Phật, chúng ta có sự trưởng thành về tâm lý nhận thức thì mới có thể được điều đó. Còn nếu tất cả chúng ta, khi chúng ta sinh ra trong một gia đình, một hoàn cảnh, một môi trường, và sự có mặt chúng ta với một hình hài nào đó, xin thưa các vị, không có ai chọn cho mình được hết á. Các vị có thể xin chọn cho mình sinh ra một gia đình giàu hay là nghèo, chọn cho mình một bản thân hoàn hảo hay khiếm khuyết, không ai chọn được điều đó cả. Điều đó chúng ta phải tùy thuộc vào nghiệp duyên. Sự chọn lựa này chỉ có được hay không đối với bậc tu hành đắc đạo, giác ngộ, ra đời vì nguyện lực, tức là chọn một hoàn cảnh, một cuộc sống để tái sinh và vì lợi ích chúng sinh, thì những người này mới tự nguyện chọn cho mình với một hình thái chúng sinh nào đó thì được. Đức Phật được, các vị tổ được, các vị thánh A-la-hán được, và những người tu tập đắc đạo quyết định được điều đó. Còn tất cả chúng ta sống và chết tùy theo nghiệp mà thôi. Cho nên ở đây, nghiệp là một trong ba thứ chướng ngăn cho chúng ta trên con đường tu học hay là mọi phương diện khác. Chúng ta từng đêm chúng ta tụng kinh, trong cái bài sám hối nó có câu gì? Có câu gì liên hệ đến nghiệp? Nguyện tiêu gì? Nói tới đây là ai cũng đọc được chứ đúng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Chúng ta đọc vậy là chúng ta thấy hoàn toàn một văn hát. Nhưng mà chúng ta được dịch nghĩa ra là ở đây chúng con nguyện làm sao để cho con được hóa giải ba cái loại ngăn che này, trở ngại này, làm đau khổ này, chướng ngăn này. Ba loại đó gồm gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Và hôm nay chúng tôi đến với các vị trong cái ý nghĩa chia sẻ là nghiệp chướng, tức là một trong ba thứ chướng này. Đây là điều vô cùng quan trọng. Để chúng ta thấy được tầm quan trọng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái sự nối kết các cái chuỗi của đời sống chúng ta từ vô lượng kiếp đến bây giờ và tương lai, chúng ta có nhận biết được hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Xin thưa với các vị, sự có mặt của tất cả chúng ta trong một phạm vi gia đình, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con, và thậm chí trong một mối tương quan gần gũi, đó là bầu bạn của chúng ta, tất cả nó đều có một nhân duyên quá khứ. Nhân duyên đó để đưa đến cho chúng ta có một hoàn cảnh cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ. Có những người trong một gia đình rất là đau khổ nhưng không cách nào hóa giải được. Có những người sinh ra rồi lớn lên trong một hoàn cảnh tốt đẹp và có điều kiện thành gia lập thất, một môi trường tốt đẹp. Tất cả những cái đó chúng ta gọi là thiện nghiệp chúng ta nói kết. Tất cả những ác duyên, ác nghiệp chúng ta nói kết thì sinh ra trong một gia đình lại đau khổ và bất hạnh, và lớn lên lại lập gia đình, lại gặp những người cùng chung sống và đau khổ mà không cách nào buông bỏ được. Tự tử cũng không chết được. Tại vì sao vậy? Đó là tác động của nghiệp, mà nghiệp này nó nối kết từ vô lượng kiếp. Cho nên ở đây chúng ta có thấy là mình hay nói cái câu là 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Tại sao vậy? Các vị nếu có duyên nghiệp với một ai đó mà duyên nghiệp này phải trả cho một cái đau khổ, các vị có chọn lựa cách mấy nó cũng đến với một vị trí tương xứng như vậy mà thôi. Tương xứng với những gì nhân chúng ta đã gieo. Chúng ta có thông minh cách mấy, khôn ngoan cách mấy, chọn lựa cách mấy cũng không hơn được quy luật của cuộc đời, quy luật của nhân quả đâu các vị. Và khi chúng ta có nghiệp, chúng ta cũng không chối bỏ được điều đó cho ai. Các vị đã từng nghe qua cái bài hình như chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần thứ 18. Trong đó, đó là thầy Thích Trung Đạo là một nhân vật chính, và thầy có dẫn về Việt Nam một người đệ tử từ ở Na Uy. Và cô đệ tử đó có nói lên một cái điều mà ngắn ngủi trong buổi nói chuyện của thầy. Tôi nghe tôi thấy cảm thấy đó là một dòng nghiệp chướng mà nếu chúng ta chưa chấm dứt thì không thoát được. Cô là người Việt Nam, có người chồng là người Na Uy. Nhưng mà người chồng này rất thương cô, nhưng mà có một cái mà cổ gọi không phải là ghen bình thường như người ta, mà cổ xem đó là như một cái loại bệnh ghen luôn. Trớ trêu thay, đối với một người chồng có một cái bệnh ghen như vậy mà cái ngành nghề của cô phải là một cái ngành nghề gì cũng đỡ,
ví dụ như bán cơm, bán cháo hay là đi làm công xưởng gì đó cũng đỡ. Nó ngặt một cái là một cái nghề làm đẹp cho người ta mà chủ yếu là phái nam mới chết chứ. Có phải không? Quan trái không? Có một người chồng bệnh gan mà gan không thể tưởng mà lại làm cái nghề cắt tóc, mà cắt tóc chủ yếu là nam giới. Cho nên á, cổ cứ đau cổ hoài cái điều này. Và cổ cười với ai cũng không được, cổ nói với ai cũng không được. Mà các vị nhớ, các ngành nghề mình làm chủ mà thiên hạ lợi lúc nào mình cũng vậy nè. Lúc nào mình lợi mình cũng vậy rồi, quý còn mình làm cho ai? Có phải vậy không? Thấy cái mặt thấy ghét là tôi làm để chuyện gì cho tôi. Thành ra tất cả các vị thấy khi mà như vậy rồi đó, làm sao? Thành ra vì điều đó cho nên là cổ làm cũng bị trở ngại hoài. Cười với người ta như vậy mà trong lòng rất là đau khổ, biết rằng sau cái nụ cười này về là sẽ có một trận đó. Cuối cùng và ông bắt là chỉ được quyền hớt tóc người nữ chứ không được quyền hớt tóc người nam. Rồi cắn đắng cả giả, một ngày đó ổng không kiềm chế được bản thân, ổng mới đánh cổ. Đánh cổ thì ổng giận, ổng đánh rồi cổ cuối cùng rồi ổng cũng đấm cái tay ổng làm sao đó vô tường. Ổng bị chảy máu. Cổ ngồi dậy cổ cười, cổ mới lấy dầu cổ sức cho ổng. Ông này thấy cảm thấy là đánh người ta mà lại không khổ, mà không khóc mà lại cười, tức hơn nữa vừa sức dầu xong đánh tiếp. Thì lần đó cổ cảm thấy rằng cổ đau khổ, cho nên cổ quyết định là đêm nay cổ ngồi cổ nói chuyện tất cả mọi thứ như một sự cởi mở mà chưa bao giờ có trong cuộc đời hôn nhân. Và đêm đó quyết định chia tay, nói một cách chân thành đầy đủ tất cả mọi thứ rồi chia tay. Khi chia tay rồi cổ quyết định cổ ra đi, mà làm sao là cho ông này không bao giờ kiếm được. Bởi vì cổ nói rằng nếu mà ông này kiếm được cổ là cổ khó sống. Cho nên cổ quyết định ra đi. Nhưng mà khi cổ ra đi rồi, tình cảm ông này lớn quá, mà khi hụt hẫng đau khổ như vậy, ông bị sốt xuất huyết bao tử. Khi sốt xuất huyết bao tử, ông đau khổ. Và cô này khi biết được điều đó, cổ đi được 3 tháng mà ông này bệnh hoằn quại như vậy, cổ không đành lòng cuối cùng quay trở về. Dường như cuộc sống của cổ còn kéo dài những quan nghiệp nữa, nhưng mà nhờ cổ tu học, trong 3 tháng đó cổ gặp một vị thầy của tu. Thì tôi dừng câu chuyện ngay đây, tôi muốn nói với các vị điều gì? Khi cái nghiệp chúng ta chưa chấm dứt, quyết định ra đi là khi quyết định chúng ta có nghĩ quay trở lại không? Không bao giờ quay trở lại. Nhưng rồi cuối cùng nó có một gì đó nối kết duyên nghiệp gì đó, buộc chúng ta phải quay trở lại với chấp nhận với cuộc sống hành hạ và ghen tuông đó nữa. Như vậy thì ở đây khi chúng ta thấy rằng khi nghiệp chúng ta chưa chấm dứt là nó phải có một cái vấn đề quan trái tiếp tục. Mà có khi chết mà chết không được, mà sống sống không xong là từ chỗ này. Hôm nay trong bài này chúng ta sẽ cảm thấy tại sao có những khi chết mà chết không xong mà sống sống cũng không xong. Đây là chỗ này. Trở lại vấn đề, chúng ta muốn tìm hiểu được chữ nghiệp này, hiểu được ý nghĩa của dòng nghiệp trước thì phải hiểu được ý nghĩa của chữ nghiệp. Ở đây thầy xin hỏi tất cả các vị, nghiệp là gì? Ở đây các vị học Phật lâu năm, cho thầy câu trả lời. Nghiệp là hành động tạo tác, vô cùng hay. Cái chữ nghiệp căn bản của nó chỉ mang cái nghĩa hành động tạo tác thôi. Còn hành động tạo tác xấu hay là tốt là còn tùy thuộc vào cái tính chất của mỗi hành động. Vì vậy trên chữ nghiệp căn bản được dịch từ tiếng Pali là Kamma và từ tiếng Sanskrit có nghĩa là cạn ma. Và khi vậy ở tiếng Anh nó chỉ dịch là chữ action, tức là hành động thôi. Và khi qua Trung Hoa chúng ta dùng một từ Hán Việt có nghĩa là hành động tạo tác. Đó là nguyên cái từ đó, trong bốn chữ này nó mang ý nghĩa là hành động tạo tác là hoàn toàn gian Hán. Và Việt Nam chúng ta hay dịch là một việc làm nào đó, nó có chữ Việt ở trong đó, làm đó, đó là thời tiếng Việt. Và một cái từ rất quen thuộc với chúng ta cũng phản ánh một phạm vi tương đối của chữ nghiệp, đó là thói quen. Ở đây chữ nghiệp cũng có dịch là thói quen. Nhưng khi nào nghiệp trở thành thói quen, chứ không phải lúc nào nghiệp nó cũng phản ánh. Cái chữ thói quen cũng phản ánh được hết chữ nghiệp, nhưng mà chữ hành động tạo tác là phản ánh hết à. Chúng ta phải thấy được chỗ này. Cho nên xin thưa với các vị, khi mà Đại Thi Hào Nguyễn Du dùng cái câu này, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Chúng ta nghe câu này về văn chương rất là hay.
Nhưng về Phật giáo nó bị khiếm khuyết đi. Ở đây khiếm khuyết ở chỗ nào? Chữ nghiệp giống như cô này vừa nói là một hành động tạo tác. Như vậy về tự thân của chữ nghiệp không mang nghĩa xấu hay là tốt. Nghiệp đó nếu chúng ta làm thiện thì chúng ta gọi là thiện nghiệp, mà chúng ta làm xấu thì gọi là gì? Là ác nghiệp. Như vậy cái nghiệp có thể là thiện nhưng có thể là ác. Vì vậy khi nói là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, chúng ta xem nhớ như một cái câu văn thơ nhưng mà về Phật giáo phản ánh được có một nửa thôi. Bởi vì trong chữ nghiệp đó mà dùng ở đằng sau là chữ trách, đúng không? Như vậy quan niệm người ta khi nhắc đến chữ nghiệp, người ta nghĩ là cái gì tội ác, xấu xa, tiêu cực. Nhưng xin thưa cho các vị, nếu nói như vậy chữ nghiệp này nó phản ánh có một nửa, mà dùng chữ nghiệp giống như một cái gì xấu á, thì chúng ta chưa phản ánh được hết ý nghĩa của chữ nghiệp này. Cho nên các vị mới thấy được rằng quan niệm của chữ nghiệp của Đạo Phật là một chỉ chung cho tất cả các hành động, chứ không phải nói đến nghiệp là điều là xấu hết. Nhưng khi nói đến dòng nghiệp chướng, ở đây là tôi muốn phản ánh với các vị ở một phương diện xấu, một phương diện tiêu cực, một phương diện để dẫn chúng ta đến đau khổ, và dòng nghiệp chướng này nó sẽ nối kết với chúng ta như thế nào thì các vị cùng tìm hiểu. Xin thưa với các vị, chúng ta ở đây trong cuộc đời này quan quan tương báo trải qua vô cùng. Chúng ta sống và chết đi là một chuỗi trình tạm thời của một sinh mạng sống. Nhưng tất cả những gì tác động đến chúng ta có cuộc sống hôm nay hoàn toàn do những hành động chúng ta đã tạo, dầu là thiện hay là ác trong quá khứ. Tất cả những gì chúng ta làm được trong cuộc đời, chúng ta thấy lưới trời lồng lộng mênh mông, nhưng có thể một sợi lông không thoát được. Những hành động thiện ác của chúng ta, việc thiện tối thiểu dầu là lấy hạt cơm cho con cá ăn, con kiến ăn cũng không bao giờ mất. Nhưng mà những ác nghiệp dầu nhỏ như cây kim ngọn cỏ cũng không bao giờ mất. Nó là vấn đề tiến trình tương quan giữa nhân quả mà không chấm dứt được. Và cái sự động cơ để tác động, để nối kết đó, đó là nghiệp của chúng ta, quan quan tương báo không cùng. Tôi để tôi thấy giới thiệu cho các vị thấy rằng một cái dòng nhân quả nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo không bao giờ thoát được trong sử Phật giáo Việt ở Ấn Độ của chúng ta. Tất cả các vị đều có biết cái giai thoại mà vua A Xà Thế giết cha không? Chúng ta đều nghe quý thầy kể rất nhiều cái giai đoạn mà A Xà Thế lớn lên chiếm ngôi để bằng cách là giết vua cha của mình, bức tử cha mình để cướp cái ngôi vị. Nhưng mà ít khi nào chúng ta được tìm hiểu tại sao có nguyên nhân này. Ở đây có ai nghe được cái vấn đề là tại sao có nguyên nhân đó không? Xin thưa các vị, nhìn trên hiện thực căn bản, vua A Xà Thế làm một việc rất tội lỗi, là một việc đại nghịch. Giết cha mình là một tội lỗi vô cùng lớn, đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhưng mà để có một động cơ này, các vị thấy không phải là một sự đương nhiên. Nó là một cái chuỗi trình nhân quả do nghiệp nào từ vua cha gây ra mà để có một quan nghiệp này, cho dù là cha với con. Cho nên các vị phải để ý trên cuộc đời này, dầu thân thiết như cha con trong một gia đình, xin thưa các vị, đó là một cộng nghiệp của chúng ta, chưa biết là tốt hay xấu. Ở đây tôi kể lại các vị nghe điều này. Bình Sa Dương trước kia là vua Tần Bà Sa La đó, trị vì ở nước Ma Kiệt Đà. Khi ông đã ở độ tuổi lớn rồi mà chưa có một đứa con nào để có thể kế vị ngôi vàng, vì vậy ông rất là băn khoăn cho cái đế nghiệp tương lai. Khi đó ông ấy đi tìm tất cả các vị danh sư nổi tiếng để cầu khẩn có con. Các vị thần nổi tiếng đều đều cầu khẩn để cho mình được có con, nhưng xin thưa các vị, không thể có được. Vì vậy ông nghe đồn ở trên một cái vùng núi tuyết đó có một vị tiên nhân rất là tài ba, rất có thần thông, có nhiều cái linh thoại khác, cho nên ông quyết lòng đi đến đó để tìm. Khi đi tìm thưa hỏi vị này, tại sao tôi không có con, và giữa vấn đề nguyện vọng tôi mong có một cái hoàng tử để kế thừa ngôi vị này, nhắm tôi có được không? Và vị tiên nhân này sau khi quan sát bằng trí tuệ, bằng thần thông, thấy được rằng ông sẽ có con trong tương lai, vào bao nhiêu năm nữa đó ông sẽ sinh ra một người con, nhưng người con của ông chính là tôi, tức khi tôi chết tôi sẽ đầu sinh vào làm con ông. Cái duyên nghiệp nó như vậy.
Từ cái câu mà quần sự quán sát của một vị tiên nhân nói rằng sau này tôi sẽ là con ông, nhưng mà còn bao nhiêu năm nữa đó, thì cái câu này thôi thúc ở trong lòng vua Tần Bà Sa La là quyết lòng muốn sớm có con, chứ không thể đợi lâu được nữa. Khi trở về nôn nóng điều này, cho nên cầu khẩn gian xin với vị tiên nhân này có thể sớm hơn được không. Vị tiên nhân này nói là duyên nghiệp chưa tới, khi nhân duyên nó tới nó tự có, ông khỏi cần mong cầu. Vì nôn nóng chuyện này cho nên vị vua yêu cầu ông này phải chết trước cái lúc mà duyên nghiệp tới. Có nghĩa là thay vì còn 5-7 năm nữa, nhưng mà bây giờ ông hãy chết đi để ông đầu sanh sớm làm con tôi. Vị tiên nhân này nói không thể được. Sống có số phận, có mạng, có nghiệp của nó, không thể nào mà như vậy được. Ông hãy cố gắng chờ đợi, thành tâm tu hành, cầu khẩn giá gian thì nó sẽ tới ngày vậy. Ông này quá nôn nóng, cuối cùng ép vị tiên nhân bức tử. Vị tiên nhân không còn cách nào khác dưới quy lực của vua Tần Bà Sa La, có nghĩa là dùng cách bức tử vị tiên nhân này. Ông này nói cách nào cũng không được cả. Không phải vị vua này ác, không phải là vì muốn giết vị này, vì thù, vì hận, chỉ vì nghĩ là mình sớm được có con thôi. Mà con mình là chính là cái tái sinh của một vị này ở kiếp tương lai, vì vậy cho nên buộc lòng vị này phải chết. Trước khi vị này chết, vị này nói rằng nếu ông bức tử tôi thì sau này khi ông sinh ra một đứa con, ông phải chết dưới tay nó. Thì lúc đó Tần Bà Sa La không còn nghĩ đến vấn đề tương lai là mình chết hay không. Nếu mình chết mà có người kế vị ngôi hoàng, ông sẵn sàng. Cho nên ông nói rằng sau này dầu con tôi được sinh ra, nó có thể giết tôi bằng bất cứ lý do gì để nó kết liễu đời tôi vẫn hài lòng, tôi vẫn cam chịu và tôi chấp nhận những điều đó. Sau khi đó vị tiên nhân chết đi bằng dưới sự bất tử của nhà vua. Thì đúng sau đó hoàng hậu Vi Đề Hy mang thai thái tử A Xà Thế. Và khi mang thai sinh ra đứa con, từ ngày bắt đầu sinh ra được đứa con là nó đã hành khổ ông vua rồi. Nó đã làm khổ từ lúc nó mới lọt lòng rồi. Lúc mới lọt lòng nó có một ghẻ, nó hành đêm ngày, nó cứ khóc la miết mà không có cách gì làm nó ngưng khóc. Buộc lòng ông vua Bình Sa Dương đó, phải ngậm cái ngón tay của nó, miễn ngậm vô thì nó nín, mà không ngậm thì nó khóc. Ngậm rồi cuối cùng vỡ cái miệng ông luôn, mà vỡ ở trong miệng mà ông buông ra thì nó khóc, buộc lòng ông phải ngậm nuốt luôn hết tất cả các vị. Thì các vị biết từ lần trong cuộc đời từ nhỏ tới lớn là quan nghiệp của A Xà Thế với Bình Sa Dương đã có. Cho nên cuối cùng cái hành động chót để được cướp ngôi vị bằng cách là A Xà Thế đã giết cha mình, cũng bức tử cha mình để cướp ngôi. Cho nên khi các vị nhớ kỹ những ngày giam vua Bình Sa Dương trong ngục thất, rồi nào là xẻ tay ông, rồi lấy ớt chà, lấy muối chà, rồi bỏ đói ông, tất cả những hành động đó để cuối cùng phải bức tử nhà vua chết trong ngục. Chúng ta nghe qua đoạn đó chúng ta thấy rằng A Xà Thế quá ác, là một người giết cha mình vì dương vị. Thực tế chúng ta phản ánh điều đó, chê trách điều đó hoàn toàn đúng các vị, không có sai. Nhưng để nhìn vào dòng nghiệp chướng, làm sao để có được điều này, chúng ta thấy chưa? Đó là từ một tác động để nối kết lên một cái dòng nghiệp chướng, chúng ta không còn cách khác. Vì vậy trong cuộc đời có những gia đình thấy rất là bất hạnh, người cha người mẹ bị những đứa con hành hạ. Xin thưa với các vị, trên thực tế chúng ta thấy rằng rất nhẫn tâm, những đứa con này vô lương vô cùng. Nhưng sự thật với các vị, ai muốn điều đó các vị? Vì nghiệp chướng nhân duyên nối kết, quan nghiệp với nhau, phải sinh ra trong một gia đình cộng nghiệp, bởi có mối tương quan mới trả nghiệp được, có phải không? Con mình mới chịu chứ, cháu mình mới chịu chứ, vợ mình mới chịu chứ, chồng mình mới chịu chứ. Một thằng ngoài đường nào, một con ngoài đường nào đố mà đụng được tôi, có phải vậy không? Xin thưa các vị, vì chúng ta muốn trả nghiệp phải có một cái mối gì đó để ràng buộc, buộc lòng chúng ta phải cam chịu để chấp nhận được điều đó. Giống như vợ với chồng, xin thưa các vị, một cái đàn ông nào đó dám đụng tới tôi không? Nhưng mà mình là vợ nó đánh mình muốn chết đi, nhiều khi mình muốn bỏ bao nhiêu lần mà bỏ không được. Nghiệp mà, phải có một lý do để chúng ta ràng buộc nhau như vậy. Đó là dòng nghiệp chướng đã nối kết với chúng ta mà không lối thoát được. Vì vậy trong Phật giáo đã chỉ chúng ta điều đó. Trong bài này kết thúc tôi sẽ chia sẻ vấn đề này các vị. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời này không ai muốn cả, không ai muốn cho mình một cái gì cả,
Không phải ngẫu nhiên mà có những sự có mặt của chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào khác nhau trong cuộc đời này đâu các vị. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du có nói một câu, đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Ở đây nghe qua câu này chúng ta thấy rằng cái câu đó lúc mà Thí Kiều đã 5 lần 7 lượt đau khổ và mới phát ra được cái câu đó là đường tôi đi là do ma quỷ dẫn chứ không phải tôi muốn. Xin thưa các vị, chữ ma quỷ đó chúng ta phải được hiểu là cái gì? Là nghiệp dẫn, phải không? Cuộc đời Thí Kiều có mơ mình đi vào con đường đó không? Cuộc đời Thí Kiều đã chọn một cái người tương lai của mình là ai? Là Kim Trọng, duyên gặp gỡ. Nhưng trước khi gặp gỡ Kim Trọng là Thí Kiều đã khóc dưới mộ của Đạm Tiên, đúng không ạ? Ba chị em cùng đi, Dương Quang, Thí Kiều, Thí Vân, nhìn cái mộ Đạm Tiên người ta bình thường như một mộ quan bên đường và giới thiệu về người con gái tài sắc ngày xưa chết như vậy như vậy. Những người khác nghe như một cái dòng quá khứ lịch sử. Nhưng Thí Kiều nghe rồi sao? Khóc ròng, phải không? Khi mà khóc như vậy đó, Thí Vân thấy chị mình làm chuyện mắc cười quá, cho nên trong truyện nói câu là Vân Vân rằng chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Tức là thấy cái chuyện đó đối với Thí Vân bình thường, nhưng mà Thí Kiều lại quan trọng như vậy. Thành ra cái nhân tố đầu tiên để dẫn mình đến một con người, nó có sự cộng nghiệp. Mình đồng cảm với một ai mình mới khóc các vị. Và thường thường mình hay bên vực, chua xót, buồn thương hay là cái gì đó cùng với một người nào, một hoàn cảnh nào đó, nó hay tương đồng với những tâm trạng và những cái cá tính của chúng ta. Chúng ta thương một người cũng vậy nữa. Thương một người nó hơi giống giống với những gì cá tính của chính mình. Sở thích của mình là nghiệp của mình đó các vị. Các vị phải nhớ là như vậy. Tất cả những sở thích của chúng ta là nghiệp của chúng ta đó. Những cái đó, những cái cá tính, những sở thích của chúng ta khác nhau là từ những cái nghiệp cảm khác nhau mà có. Vì vậy ở trên đây chúng ta thấy rằng nghiệp chướng cuộc đời của Thí Kiều dẫn đến phiêu lưu như vậy không phải do Thí Kiều muốn, nhưng mà đã có nghiệp rồi nó sẽ dẫn đến những cái hoàn cảnh khác nhau. Cái từ nghiệp dẫn đó gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Thật sự ma quỷ đó, đó là nghiệp dẫn chứ không có cái gì khác, dẫn đến một dòng nghiệp chướng cuối cùng của chúng. Xin thưa các vị, đâu có ai trong cuộc đời này muốn mình khổ, muốn không? Ở trong đây ai muốn mình khổ đâu, đưa tay lên coi. Người nào mà muốn khổ là tôi đưa đi bên nhà thương chợ quán liền bây giờ. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này không ai muốn mình khổ hết á. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình khỏe mạnh, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình sang. Xin thưa các vị, tất cả những cái muốn của chúng ta ai cũng muốn, nhưng mà được hay không không phải do mình muốn đâu. Đi chung đoàn với tôi có cô Phật tử tôi mới được biết không có lâu, nhưng mà nếu các vị nghe được dòng tâm sự của cô thì cô tự thân cô đã muốn chết từ lâu. Nhưng mà tôi nghe thật sự, tôi nghĩ nếu tôi là cô chắc tôi cũng nghĩ đến con đường cùng như cô vậy. Cô là người Việt Nam khi có gia đình là một người Đài Loan, nhưng đặc biệt nhất là cái người Đài Loan đó, đó một cái hoàn cảnh gia đình mà tôi nói thật sự với các vị nghe là tôi cũng cảm thấy khủng khiếp trong bản thân mình. Sở dĩ cô tìm gặp tôi là vì sao? Cô đã nhiều lần định tự giận chết đi với hoàn cảnh bức xúc và đau khổ nhiều thứ. Nhưng rồi cuối cùng cô nghe được những bài giảng, cô đã tự kiềm chế lấy cái tuyệt vọng của mình. Cô dựng dậy con người mình lây qua con ngài và cô quyết lòng gặp lại tôi. Trong lúc cô gặp lại tôi, cô có kể lại một câu chuyện về hoàn cảnh gia đình của chồng. Tôi cảm thấy khủng khiếp. Trong vòng 12 năm, mà 12 năm đó là một chuỗi nghiệp chướng ràng buộc và đau khổ vô cùng. Cha chồng của cô khi về chưa được bao lâu đó, 6 năm sau khi thành hôn thì cha chồng của cô mang một chứng bệnh, dường như đó là bệnh tai biến. Tai biến rồi sanh qua ung thư, rồi ung thư cổ phải khoét một lỗ như thế này, phải hằng ngày phải hút đàm hoài như vậy, rồi nằm lại một chỗ không đi đứng được. Chăm sóc người cha chưa bực lâu lâu
mẹ tiếp tục bị bệnh tiểu đường cao, và sau đó bác sĩ yêu cầu phải vào trong bệnh viện cắt đôi chân. Khi cắt đôi chân, cắt một chân, còn một chân phải khai mạch bằng cách là mổ ra để khai mạch, để không thôi nó thúi. Khi cắt ra như đôi chân như vậy rồi, cuối cùng bà lại bị tai biến, trở thành một con người thực vật tiếp tục nằm. Người mẹ bệnh chưa được bao lâu, đến người chồng. Người chồng bị bệnh gan, tổn thương nặng, uống thuốc gan thời gian, nó bị phản ứng thuốc như thế nào? Tổn thương đến là bị vấn đề là tai biến não. Tai biến não, thời gian vì tai biến não cho nên ngưng thuốc gan, uống thuốc trị não. Trị não thời gian, gan phát triển, chuyển qua ung thư nặng luôn. Từ ung thư đó rồi nó chuyển qua biến chứng tất cả các bệnh khác. Bây giờ nuôi cha chồng, mẹ chồng, bây giờ nuôi chồng. Người chồng có một đứa con riêng. Đứa con riêng vừa lớn lên chưa được bao lâu, ung thư xương. Phải lo cho cả đứa con riêng của chồng. Ung thư xương của con chưa sao đâu, người em gái kế người chồng tự nhiên bị ung thư ngực, phải đi giải phẫu. Tiếp tục không làm việc gì được. Một bản thân cô lo cho chồng, mẹ chồng lo chồng, lo con riêng cho chồng, tiếp tục lo cho người em gái. Người em gái chưa được bao lâu tới người em trai út, bị gì? Bị ung thư tiếp tục nữa. Trong vòng 12 năm làm dâu trong một gia đình, 18 năm trôi qua, 6 năm trời bình an, và 12 năm cho đến ngày hôm nay là năm thứ 12. Khi lúc cô chăm sóc tất cả những người thân như vậy, cô còn bị chịu một ảnh hưởng nữa là sự ghen tuông của chồng. Có nghĩa là ông chồng nằm một chỗ không đi được, cho nên cô là người phải chịu trách nhiệm thay chồng quản lý công ty và tất cả các nhân viên, thì cô phải đi làm chứ sao. Nhưng mà khi cô khi nào mà rời ổng đi đâu thì ổng cứ nghĩ cổ là một người ngoại tình, cho nên lúc nào về cũng nói lời nặng nhẹ, hành hạ cổ rất là nặng. Cổ đau đớn, cổ muốn chứng tỏ được mình, cổ nghĩ là cổ có thể chết để cổ chứng tỏ được sự chung thủy của cổ. Nhưng mà nghĩ nếu cổ chết thì tất cả những người này thì sao. Thật sự cổ đã nuôi trong mộng rất là nhiều điều đó. Tới cuối cùng người chồng quyết định thay gan, nhưng mà không phải là đi qua Thái Lan để mua gan về thay, mà gan đó phải là lấy của vợ mình ông mới chịu. Tại sao vậy? Ông nghĩ rằng nếu cô này chấp nhận làm điều đó thì cô này mới chung thủy với ông, chứ không phải là lấy cái mua gan ở chỗ ngân hàng khác đem về để có thể ghép cho ông, không chịu đâu. Mà ghép ông là phải là chính gan của vợ mình. Thì cô đã đến trình bày, cô thưa với tôi tất cả những công việc như vậy. Cô nghĩ bây giờ lần cuối cùng cô sẽ tự nguyện hiến nửa lá gan của cô cho chồng. Tôi mới nói cô làm việc này để chứng tỏ sự trong sạch hay là thủy chung gì đó, điều này thì không có biết. Nhưng mà cái việc này quá dại dột. Nếu cô chấp nhận cô làm điều này để cô chứng tỏ được lòng thủy chung, để thỏa mãn cái tánh ghen hờn của một người chồng như vậy, thì ở đây là một chuyện hết sức sai lầm. Sai lầm chỗ nào? Cô thay nửa lá gan chắc gì cứu được ông chồng, nhưng cô trở thành một người bệnh hoạn. Nếu cô là người bệnh hoạn, bây giờ còn cha chồng, mẹ chồng, em chồng, hai đứa em chồng, người chồng của mình, rồi con chồng, như vậy ai lo những người này? Nếu khi cô bệnh hoạn, công ty ai quản lý? Như vậy nếu cô hy sinh mù quáng như vậy thì chẳng những cô không cứu được ông chồng mà cả năm người này cùng chết một lượt. Như vậy cái nào lợi cái nào hại, mà bản thân cô cũng dở sống dở chết nữa. Cho nên tôi quyết định với cô rằng không nên tùy thuận hy sinh một cái cách oan uổng như vậy. Bây giờ phải có một sự thương thiết như thế nào, nói cách nào, giải quyết cách nào, để việc này người chồng phải hiểu, để chấm dứt chuyện này. Thay gan thì thiếu gì lý do để thay gan, và ở chúng ta có tiền chúng ta sẽ mua được bất cứ hoàn cảnh nào. Tại sao đòi một cái cách là độc ác như vậy? Vì vậy cho nên tôi nói rằng chính đích thân của tôi muốn gặp cả hai vợ chồng để tôi ngồi tôi thương thiết và chia sẻ giùm. Và khi người chồng của cổ đích thân đến gặp tôi, trong lúc nói chuyện chia sẻ, và kể từ ngày hôm đó tới hôm nay, ông mới thật lòng là cởi mở những cái suy nghĩ bậy bạ của ông, và ông mới có thể chấp nhận thư giãn, và mới có những lời an ủi vợ trở lại, xem như mình có lỗi trong thời gian qua. Và cổ thấy hôm nay con mới cảm thấy một điều
hạnh phúc trong đời con cảm thấy có được, để con còn đủ sức để tiếp tục lo những người này còn lại. Chớ bao nhiêu lần tôi đã nghĩ cổ tự dẫn chết đi. Nhưng mà khi tôi nghe kể như vậy, nếu các vị trong hoàn cảnh đó, các vị nghĩ sao? Cho nên thật sự bản thân tôi là một nhà tu, nghe những điều đó tôi nghĩ tôi cũng có những suy nghĩ rất là tích cực. Nhưng tôi đóng một vai trò, tôi nghĩ nếu tôi nằm trong hoàn cảnh đó, chắc tôi cũng nghĩ con đường chết mà thôi. Thật sự rất là đau khổ. Nhưng mà xin thưa các vị, tôi đã nói rồi, chết không giải quyết được vấn đề, có phải không? Chết không có giải quyết được vấn đề. Còn sống trên cuộc đời này, giàu đau khổ cũng là mặt trái của cuộc đời. Trong cuộc đời nó có hai mặt thực tệ, thực tại hạnh phúc và thực tại khổ đau. Thừa nhận sự hạnh phúc phải chấp nhận luôn cả khổ đau, chứ không bao giờ chúng ta chỉ có hạnh phúc mà không khổ đau được các vị. Và chúng ta cảm nhận được khổ đau để thấy được giá trị của hạnh phúc. Và người nào tồn tại và sống được trong khổ đau, vượt qua khổ đau, người đó sẽ sống rất hạnh phúc, chứ không bao giờ có một hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời chúng ta như mơ đâu các vị. Đừng bao giờ ảo tưởng. Cho nên phải chuẩn bị trước cho mình trong cuộc sống, hạnh phúc và đau khổ là những điều sắp và sẽ xảy ra với chúng ta. Điều đó là nguyên tắc các vị. Đừng bao giờ khi đau khổ rồi chối bỏ, hạnh phúc thì muốn sống, đau khổ thì muốn chết. Xin thưa các vị, nếu điều đó thực sự muốn chết mà chết được, trên cuộc đời này không còn một người nào sống hết á. Có phải vậy không? Đồng tình với điều này không? Ai đi đạo Phật. Nếu gặp khổ đau để chết thì trên cuộc đời này không có ai sống. Bởi vì không ai không đau khổ. Tôi cũng khổ. Đôi khi tôi khổ dữ lắm mà các vị chưa có hiểu hết đó. Nhưng mà nhờ Phật Pháp tôi gắn bò để sống. Tôi khổ hơn thầy Chí Thọ nhiều. Xin thưa các vị, cho nên từ những chỗ đó chúng ta để hiểu được rằng hoàn cảnh như vậy ai muốn? Muốn không? Đâu ai muốn. Nhưng mà số phận chúng ta, nghiệp duyên chúng ta đưa đến một hoàn cảnh phải chấp nhận thôi các vị. Buông cho ai? Không buông được cho ai hết. Nếu chúng ta tuyệt vọng, chúng ta không đủ sức để tiếp tục gánh vác, chúng ta có thể chết được đi. Xin thưa các vị cứ chết. Nhưng nghiệp các vị chưa hết, các vị chấp nhận một cuộc sống tái sinh, và tái sinh chấp nhận mang tiếp tục. Không ai mang thế cho các vị đâu. Điều đó là quy luật. Cho nên trong cuộc đời có những chuyện bất hạnh, bất như ý, bi đát xảy ra, chúng ta đừng nghĩ rằng đó là tất cả những vấn đề là tội ác này kia. Tôi xin thừa nhận các vị, chúng ta lên án điều đó để hạn chế bớt đi những điều tội ác trong xã hội, để hạn chế bớt đi những điều phi đạo đức. Đúng, nếu không có những cái luật lệ, những nguyên tắc khắt khe để hạn chế thì cuộc sống của chúng ta loạn đi. Nhưng chúng ta phải thừa hiểu rằng có những chuyện chúng ta thấy sao vô lý vậy. Xin thưa các vị, không có vô lý đâu. Một thằng con trai 16 tuổi dám giết một đứa con gái 4 tuổi chỉ vì cái gì? 4 phân vàng 18. 4 phân vàng được nhiêu? 4 phân vàng được nhiêu? Cái phen của mấy đứa con nít nó đeo á, mỗi bên người ta làm có 2 phân để cho con nít người ta đeo thôi. Cậu này dám vì 2 cái phen vàng đó là tổng cộng có 4 phân mà dám dẫn một đứa này đi chỗ khác để bóp cổ đè dẫn nước chết. Chết xong tháo được đâu bông 4 phân vàng đó. Tháo xong thì cảm thấy sợ quá vì mình giết người, cho nên cuối cùng không dám tiêu thụ, chôn giấu ở bờ dòng ở đâu đó ngoài cái ruộng đó. Nhưng cuối cùng cũng không thoát được luật pháp. Nhưng tôi muốn nói điều gì? Cái điều đó chúng ta nghe thương tâm quá, vô lý quá. 4 phân vàng bao nhiêu mà phải giết một mạng người? Nhưng tôi nằm tôi suy nghĩ những điều đó. 4 phân vàng để đưa đến chết người, đó chỉ là cái cớ thôi các vị. Nhưng nghiệp duyên này giữa hai người này là quan trái. Cái cớ để dẫn đến quan trái thôi các vị, đáng gì 4 phân vàng? Chúng ta nếu căn cứ vào 4 phân vàng, chúng ta không giải thích được vấn đề này đâu. Chúng ta cảm thấy như một điều vô luân, như một điều tội lỗi, như một kẻ sát nhân nguy hiểm. Nhưng tôi cho tất cả cái đó cái cớ để dẫn đến cái kết liễu của cuộc sống, ân oán giang hồ nhân quả với nhau các vị. Phải thấy được điều đó. Nhưng trên luật pháp, ân sai là tùy theo luật pháp để xử một cách thích đáng với cái hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên trên thực tế luật pháp can thiệp vào những điều này để giúp cho chúng ta ổn định một phần nào đó
của cái đề chấn thương xã hội đúng các vị. Nhưng một phương diện nào đó hoàn toàn ta phải nhìn, chúng ta phải thấy tất cả nó đều quan quan tương báo. Giống như một ông chồng vừa rồi ở quận 3 giết vợ bằng cách gì? Vợ do ăn nói nó hơi tệ quá, chửi rủa bậy bạ quá, nói chung là trong cái bài báo viết rất là chi li. Nhưng tôi muốn nói một cái ngay cái đoạn đó thôi. Ông giận quá không còn cách nào khác, ông lấy cái chai xăng ông chế lên người của vợ. Nhưng mà khi chế lên người, ông nghĩ là ông dọa thôi, nhưng mà bà lại thách thức tiếp tục. Lúc nóng ông quẹt hột quẹt. Tôi nghĩ cái ông này không nghĩ rằng quẹt hột quẹt để chết bà đâu. Nhưng mà vì các vị biết xăng mà có lửa là phật ngay. Tôi nghĩ cái ông này giống như, theo tôi nghĩ trong lòng nha, ông quẹt hột quẹt để ông dọa. Nó bà muốn không, tôi đốt cho coi. Tôi nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng mà khi quẹt hột quẹt, ông đâu biết rằng là khi vừa xẹt lửa là có nghĩa là nó đã phật cháy. Xăng mà đâu có phải là như củi mà đợi chúng ta, hay là lá dừa phải đợi chúng ta mồi mồi từ từ, cũng như dầu đợi chúng ta đốt từ từ. Không có. Rồi cháy chết vợ, ông phải ở tù 20 năm. Tại vì bỏng quá nặng mà, nhiều việc khác cho các vị. Giết người bằng những cái mà như vậy, tôi mới nằm suy nghĩ. Ân oán của chúng ta, nó phải đến hồi kết thúc, phải đến đời giải quyết những vấn đề này, nó ngoài tầm nhận thức của chúng ta, để đưa đẩy đến một cuộc sống như vậy. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói rằng đó là dòng nghiệp chướng. Nghiệp chướng từ một quá khứ nào đó dẫn đến cuộc sống hôm nay. Cuộc sống hôm nay chúng ta hình dung như một ước mơ, nhưng trong ước mơ đó nó nhiều lỗi lầm, nó nhiều bất hạnh, nó nhiều bất an xảy ra mà chúng ta không bao giờ lường trước được các vị. Vì vậy cho nên quý thầy chư Phật chư Tổ khuyên chúng ta tu là chỗ này. Tu là chỗ này các vị. Nếu không có tu, không giác ngộ được điều này, các vị sẽ thấy cuộc đời mình bi đát đến cỡ nào. Nếu chúng ta không biết được ngày mai chúng ta sẽ gặp gì, hoàn cảnh 5 năm, 10 năm nữa nó như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta có tu thì hoàn cảnh có thể xảy đến với bất cứ mỗi người chúng ta như nhau. Nhưng mà một người có tu sẽ vượt qua được, sẽ đối diện được, sẽ có cách khắc phục được tốt hơn một người thiếu tu tập và thiếu nhận thức về điều này. Chúng ta phải nghĩ là như vậy. Xin thưa các vị, khi chưa quá giải được tất cả những nghiệp trước này, những nghiệp trước này không do tu tập, không do làm phước, không do quá giải bằng những cái thiện tâm một cách tích cực, thì nó sẽ đeo đuổi nối kết với chúng ta trong suốt cuộc đời này. Đó là như thế. Dầu chúng ta có muốn chết, các vị cũng không thể chết được. Để tôi nói các vị nghe để thấy được rằng dòng nghiệp chướng nó quan hệ như thế nào để nó đẩy đưa chúng ta đến những hoàn cảnh khác nhau. Khi tôi về Phật học Đại Tòng Lâm, là nơi tôi với thầy Nguyễn Bình đã từng chung với nhau ngồi với mái trường cao đẳng Phật học Đại Tòng Lâm, thì nó có một cái như vậy. Thì quý thầy kể cho tôi nghe được một cái chuyện, đó là của vị thầy đó là Thanh Viên. Các vị biết thầy Thanh Viên này ngày xưa là cùng xuất thân tu học với Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà sau đó dường như là giải phóng hay là chưa giải phóng vậy, tôi không nhớ lắm, được quý thầy kể. Thì thầy Thanh Viên trở về với cuộc đời thế tục. Khi trở về với cuộc đời thế tục, thầy cũng có một gia đình. Và vì cuộc sống quá nghèo khổ cho nên thầy đi giác lúa thuê ở một nhà máy. Giác lúa thuê nhà máy để nuôi một gia đình. Thì cái tiền mà để giác lúa để nuôi gia đình không có đủ các vị, buộc lòng thầy phải chuyển nghề khác. Nhưng mà đau khổ thai, thảm thương thai, nghiệp dẫn thai, đúng là ma đưa lối quỷ dẫn đường. Thầy chọn cái nghề đâm heo thuê, tức là nghề mổ heo. Tôi nói thật sự nghe một cách mà mình chán ghán tâm hồn. Một con người một ngày nào đó ít nhiều, với một hoàn cảnh lý do nào, động cơ nào đó để sống ở cửa Phật, dầu dài ngắn gì không cần biết, nhưng đã có một lần được học Phật. Nhưng mà rồi cuối cùng đưa đẩy một cuộc sống đó, là đi làm thuê không đủ tiền, cuối cùng đi đâm heo để lấy tiền phụ thêm để nuôi gia đình. Các vị thấy rất đau khổ. Đây là cái điểm mà người ta nghĩ là bần cùng sanh đạo tặc, là chỗ này. Khi rơi vào một hoàn cảnh quá túng thiếu thì con người người ta sẽ không từ nan bất cứ một tội ác nào. Vì vậy theo tôi nghĩ, trong lòng của vị đó biết rằng đây là một tội ác, một việc làm này rất là tội lỗi, nhưng không còn cách nào khác vì thực tế trước mắt. Rồi cuối cùng dòng đời của ông đưa đẩy đến đau khổ, năm chìm bảy nổi, bệnh tật lên, cuối cùng quay trở về con đường Phật pháp, sám hối tu hành và chết
Như vậy thì tôi nói một cách vắn tắt để các vị thấy được rằng nghiệp chướng vòng quanh nó đưa đẩy chúng ta như thế, chúng ta không có lối thoát khác. Cho nên ở đây tất cả chúng ta phải thấy rằng phải tạo cho mình nhiều phước báo. Khi chúng ta có phước báo mà rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, nó có cái lối để giúp chúng ta đi. Còn bằng không, chúng ta thiếu phước đi, khi chúng ta gặp một người bạn, bạn sẽ đưa mình vào con đường ác. Chúng ta rơi vào một hoàn cảnh thúc đẩy, nó sẽ đưa mình vào đường ác. Khi không có phước thì môi trường hoàn cảnh xung quanh sẽ bất hạnh và đẩy chúng ta vào con đường tội lỗi, mặc dầu biết rất rõ nhưng không thể cách nào thoát ra được các vị. Ở đây các vị mới thấy được như vậy. Cho nên khi đau khổ tới, có những lúc chúng ta muốn chết, nhưng thưa thật với các vị chết được không? Có những người tự tử nhưng mà có thành công không? Khi một người quyết định tự vẫn là vì sao vậy? Người đã quá đau khổ người ta mới tự tử. Mạng sống này ai không ham, cuộc sống này ai không thích, mạng bản thân này ai không quý. Nhưng bây giờ làm sao phải đem đến sự hủy diệt bằng cái cách mà tự mình muốn hủy diệt mình như vậy? Vì sao vậy? Khổ tâm lớn quá. Các vị có thể bệnh cái thân, nhưng mà các vị không có khổ cái tâm thì các vị có thể sống được. Mà thân các vị không bệnh mà tâm các vị bệnh, các vị nghĩ đến cái chuyện tiêu cực liền à. Cái người mà khổ tâm sẽ nghĩ đến con đường chết nhiều hơn, mà người bệnh thân khổ thân vậy chứ không có nghĩ đến chết. Các vị nhớ là như vậy. Người khổ tâm dễ nghĩ đến chết lắm. Tâm lý là cái chi phối chúng ta rất là mạnh. Cho nên có những khi chúng ta đau khổ, chúng ta nghĩ đến con đường chết, nhưng nghiệp này chưa hết, ân oán này chưa giải thì muốn chết mà chết không xong. Cho nên tôi đọc trên tờ báo phóng sự, cái cô này chết 3 lần không chết, cuối cùng sống luôn để chấp nhận số phận thật của mình. Cô rất là đau khổ về hoàn cảnh gia đình, bi đát chồng con, nợ nần tất cả mọi thứ. Bây giờ không giải quyết được, cô mới lao đầu vào cái đường rầy xe lửa đó. Để cô nghĩ là xe lửa là lúc mà nó đi chuẩn bị đi ngang đó, cô lao vào đó để nó cán cho cô chết cho rồi. Khi mà lao vào rồi đó, nhưng mà cuối cùng có một người cứu cô lôi ra, sống được chiếc xe lửa. Cô không bỏ ý niệm tự tử, cô mới đi tìm được cái ngõ quanh ở đâu, cái vùng Công Tâm Đà Lạt gì đó, cái khúc co của đồi núi vậy nè. Cô mới ngồi ngay cái góc co mà để cho tài xế không thấy, để cho nó quẹo qua, nó cán cái cho chết ra rồi. Thì cô ngồi ngay đó, tài xế nó quẹo qua, cũng chuẩn bị cán mà nó lách được, lách xuống được, nó xuống đường nó lôi cổ ra, nó đánh cổ dài trận, cái nó nói bỏ cái tật này hại tài xế, muốn chết chết ngược ta còn đánh nữa. Nó giận lên nó đánh mà. Rồi đánh cổ, cổ nó chết cách này không được, tao chết cách khác. Đi xuống bãi biển Nha Trang chuẩn bị tự vẫn. Thì vào một buổi chiều thì cổ đi tự vẫn, thì có một cô gái cũng ngồi cặp bờ biển đó. Cổ cũng rất đau khổ, cũng ngồi biển để nghĩ nghĩ về cuộc đời, bởi vì bản thân của cổ bị bệnh xã hội thì cũng không còn sống được bao lâu. Mà trước thực tại có thấy xong người đàn bà này đau khổ xả tóc bê bết như vậy xuống sông, lần lần cô thấy cái vẻ như sắp chết. Và thật sự cô này ra để ngụp xuống sông chết. Thì cô này mặc dầu cũng sắp chết nhưng mà không có nghĩ định tự tử, buồn bản thân thôi, mới nhào xuống dưới cổ cứu. Lần thứ ba cứu cổ là cái cô gái này bị bệnh xã hội, cứu cổ bắt đầu sống lại. Hai người mới tâm tình, hoàn cảnh cô này như vậy, hoàn cảnh người này vậy, cuối cùng cất túp liều để cùng ở, để mà thay đổi số phận là giờ không chết nữa.